Nhìn trong hình thì mọi người sẽ hơi khó để phân biệt Nhưng mà nhìn kỹ đó, hoặc là mình đã cầm những cái túi TT tê tê nhiều rồi đó, Thì mình có thể thấy được cái phần cái vải của nó đây này nè Nó là da bò rồi nó, nó